Các bạn, hôm nay tớ sẽ đọc cho các bạn chuyện cô bé nọ niềm. Ngày xưa có một hộ cô gái xinh đẹp là nên là cô mới em là mẹ mất sớm, cô sống với cha cô rất yêu thương con gái. Ông nghĩ cô cần có sự chăm sóc của người mẹ nên quyết định tái hôn. Người gì ghẻ mang theo hai con gái riêng đến ở cùng không lâu sau cha của em na cũng qua đời. Mụ gì độc ác chỉ cho em na ở trong một căn phòng nhỏ, ăn mặc rách rưới và bắt cô làm tất. Cô được gọi là nọ nem. Thế nhưng xung quanh nọ nem cũng có những người bạn tốt, bác ngựa và chú chó nâu và hai chàng chuột tí hon. Nọ nem rất yêu thương những con vật này. Mụ gì ghẻ thì suốt ngày quát nạn bắt nọ nem phải làm việc quần quật. Tại cung điện, nhà vua đang bàn bạc với tể tướng, đã đến lúc tìm cho hoàng tử một người vợ xứng đáng. Rồi nhà vua quyết định tổ chức một buổi tiệc khiêu vũ thật lớn để giúp hoàng tử chọn được người vợ ưng ý. Thư mời được gửi đi khắp nơi. Mụ gì ghẻ đọc to bức thư mời tất cả các cô gái trẻ đến dự buổi khiêu vũ của hoàng tử. Nọ nem cũng muốn dự lại tiệc như mụ gì ghẻ, lại bắt cô làm hết việc nhà xong xuôi mới được đi. Nọ nem cố gắng làm việc, nhưng mãi đến khi bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu, cô mới xong xuôi may thay những chú chuột nhỏ đã giúp cô sửa lại chiếc váy. Cũng biết nó trở thành một chiếc váy thật đẹp, bà tiên dùng đũa thần làm phép một quả bí ngô xuất hiện rồi to dần biến thành cỗ xe ngựa lộng lẫy, nhưng chú chuột biến thành tuấn mãi, chú chó thì biến thành người hầu, bác ngựa và biến thành người đánh xe. Bà tiên biến chiếc váy của nọ nem thành một
ấy ra hội vô cùng lộng lẫy và hóa ra một đôi giày thủy tinh đẹp việt. Bà tiên nói giờ con hãy đi dự đại hội nhưng nhớ kỹ kỹ con phải rời buổi tiệc trước nửa đêm vì lúc đó ghế phép thuật của ta sẽ hết hiệu nghiệp ngọ nem, hứa sẽ nhớ lời và nên sẽ đi đến lâu đài. Từ xa hoàng tử đã trông thấy ngọ nem chàng bước đến, hôn lên tay nàng và mời nàng khiêu vũ. Hoàng tử cùng ngọ nem nhảy tất cả các điệu suốt cả buổi tiệc, bất chợt tiếng chuông đồng hồ vang lên. Ngọ nem nói ôi không sắm đến nửa đêm rồi, em phải về ngay thôi. Nàng vội vàng chạy đi. Hoàng tử gọi với theo nhưng không kịp vì chạy nhanh quá, nàng làm rơi một chiếc giày thủy tinh ở lại, không kịp quay lại nhặt chiếc giày, ngọ nem nhảy vội lên xe ngựa và phóng đi thật thật nhanh. Vừa qua khỏi cổng thành thành thì phép thuật biến mất, mọi thứ lại trở về nguyên dạng, chỉ trừ chiếc giày thủy tinh còn lại trên chân ngọ nem. Rồi nàng cùng các con vật chạy nhanh về nhà trước khi mụ gì vậy, và hai cô chị về đến nơi. Hôm sau khi nghe tin kể, trước khi khắp nơi loan tin hoàng tử đang tìm kiếm cô gái đã khiêu vũ cùng và đánh rơi chiếc giày thủy tinh để cưới cô ấy làm vợ, ngọ nem vui vẻ định chạy ra thì mụ gì vậy lập tức nhốt ngọ nem vào phòng rồi khóa cửa lại. May thay hai chú chuột nhỏ đã nhanh trí trộm lấy chiếc chìa khóa mở cửa cho cô. Ngọ nem chạy ra và xin được so thử chiếc giày thủy tinh. Mụ vì ghẻ vô cùng ngạc nhiên khi thấy ngọn nem đã trốn thoát khỏi căn phòng. Cô vấp phải anh lính hầu đang cầm chiếc giày. Khi anh ta ngã ra, chiếc giày cũ vỡ theo, nhưng ngọn
có chiếc giày có còn lại ở đây. Nói xong cô rút chiếc giày ra và đi thử. Quả nhiên chân nàng đặt vào chiếc giày vừa vặt như khuôn đục. Thế là ngọn nem được đưa về lâu đài nhà vua, tổ chức đám cưới thật linh đình cho ngọn nem bà hoàng tử. Trong sự chúng phúc của tất cả mọi người sau, ngọn nem và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.